Xin kính chào quý vị khán giả, mình là bác sĩ Khánh Quyên, hiện là bác sĩ của trung tâm sản phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Hút thai chân không là một phương pháp phá thai ngoại khoa có can thiệp, tức là bác sĩ dùng một cái dụng cụ ống hút chuyên dụng thông qua cổ tử cung vào buồng tử cung để hút thai ra ngoài bằng lực hút chân không. Phá thai bằng phương pháp hút chân không thì khá an toàn. Ưu điểm của phương pháp này là thủ thuật nhanh gọn, tỷ lệ thành công cao khoảng 99%. Cái thời gian mà đau bụng với đau huyết âm đạo cũng sẽ ít hơn, và cái lần tái khám của bạn cũng sẽ ít hơn so với phương pháp phá thai nội khoa. Thì nhược điểm của phương pháp hút thai chân không là trong quá trình mà bạn làm phẫu thuật á, thì bạn sẽ dùng thuốc. Thì nếu như bạn dùng thuốc thì bạn có nguy cơ là sẽ bị sốc thuốc. Bạn làm thủ thuật này can thiệp vô buồng tử cung thì bạn sẽ có nguy cơ là tổn thương buồng tử cung, tổn thương cổ tử cung, có thể viêm nhiễm dẫn đến cái tình trạng là viêm dính buồng tử cung. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến vô sinh hiếm muộn sau này. Giờ chỉ định của phá thai bằng phương pháp hút chân không thì thường thường là những cái trường hợp mà có chỉ định chấm dứt thai kỳ, như là mang thai ngoài ý muốn, người mẹ có bệnh lý không thể mang thai, hoặc là các cái thai bệnh lý. Tuổi thai thường được chỉ định ở đây là từ khoảng 6 đến 12 tuần. Còn về chống chỉ định thì đa phần là không có cái chống chỉ định nào tuyệt đối. Tuy nhiên, đối với những trường hợp mà đang viêm nhiễm dùng sinh dục thì chúng ta cần phải điều trị trước khi làm thủ thuật. Về quy trình thực hiện các phương pháp hút thai chân không thì cũng giống như quy trình của các phương pháp phá thai khác. Bạn sẽ được bác sĩ thăm khám tổng quát, thăm khám phụ khoa, hỏi bệnh sử tiền sử xem bạn có bệnh lý nội ngoại khoa gì, có chống chỉ định hay không. Sau đó bạn sẽ được siêu âm để kiểm tra xem tình trạng thai trong bụng của bạn, bạn có bao nhiêu thai, thai nằm ở vị trí nào, và tuổi thai là bao nhiêu tuần. Sau khi có kết quả siêu âm, bạn sẽ được bác sĩ thảo luận về cái phương pháp phá thai hút chân không diễn ra như thế nào, các cái biến chứng có thể gặp trong và sau khi thực hiện phương pháp hút thai bằng chân không. Bạn sẽ được ký cam kết là chấm dứt thai kỳ tự nguyện. Sau khi ký cam kết xong, bạn sẽ được đưa vào phòng thủ thuật và bác sĩ thực hiện phương pháp hút thai bằng chân không cho bạn. Sau khi thực hiện thủ thuật xong, bạn sẽ nằm lại phòng thủ thuật để theo dõi khoảng 1 đến 2 giờ. Chúng tôi sẽ theo dõi giờ sinh hiệu của bạn, như là mạch, nhiệt độ, huyết áp của bạn có ổn định hay không, tình trạng giao huyết âm đạo của bạn như thế nào. Nếu mọi thứ ổn định, bạn sẽ được cấp toa thuốc về nhà và hướng dẫn theo dõi chăm sóc tại nhà. Và nếu như bạn về nhà có các dấu hiệu như là bị đau bụng ngày mỗi tăng lên, bạn có sốt, bạn có ra huyết nhiều bất thường, ra dịch âm đạo hôi, thì bạn nên tái khám ngay. Khi bạn thực hiện phương pháp phá thai bằng phương pháp hút thai chân không thì bạn có thể bị rong kinh, rong huyết, bạn có thể bị tổn thương cổ tử cung, tử cung trong quá trình làm thủ thuật. Bạn có thể sẽ bị nhiễm trùng, cái tình trạng nhiễm trùng của bạn có thể sẽ dẫn đến cái chuyện viêm dính buồng tử cung, viêm dính tai dòi, dẫn đến là nguyên nhân của hiếm muộn và vô sinh sau này. Ngoài ra, trong quá trình thủ thuật bạn sẽ dùng thuốc, thì thuốc có thể sẽ dẫn đến cái chuyện là bạn có thể bị sốc thuốc, hoặc là bạn bị sốc do đau trong quá trình thủ thuật. Sau khi hút thai thì người phụ nữ cần phải được nghỉ ngơi nhiều nè, cần phải kiêng làm việc nặng trong khoảng 1 tháng. Về dinh dưỡng thì bạn cần phải đầy đủ dinh dưỡng hợp lý để mau phục hồi sức khỏe. Bạn không cần phải kiêng cữ các loại thức ăn nào, nhưng mà ưu tiên dùng các loại thức ăn bổ sung nhiều sắt, ví dụ như thịt bò, thịt nạc, trứng, sữa và các loại rau củ quả khác. Bạn có thể tắm rửa bình thường, không cần phải kiêng. Tuy nhiên, ưu tiên tắm bằng nước ấm, vệ sinh dùng kính thường xuyên, thay băng vệ sinh thường xuyên, sẽ giúp cho tình trạng dùng kính của bạn được khô ráo, sẽ tránh được cái tình trạng bị nhiễm trùng. Ngoài ra, bạn cần phải lưu ý các cái dấu hiệu, ví dụ như bạn có bị sốt nè, bị đau bụng mỗi ngày mỗi tăng lên nè, bạn có ra huyết nhiều bất thường, ra huyết ồ ạt, hoặc là
dịch âm đạo của bạn hôi thì bạn phải tái khám ngay, nhớ là phải uống thuốc theo toa của bác sĩ và tái khám theo lịch hẹn để xem cái tình trạng sau khi hút thai của bạn có được ổn định hay không. Thường thì sau khi hút thai bằng chân không thì thời gian phục hồi còn tùy thuộc vào sức khỏe của nhiều người. Nếu như mà bạn không bị mất máu nhiều thì thời gian phục hồi của bạn có thể trong khoảng 1 đến 2 tuần. Tuy nhiên nếu như mà bạn bị mất máu nhiều, bạn có tình trạng viêm nhiễm thì thời gian phục hồi của bạn có thể phải lâu hơn, mất khoảng vài tuần. Thì hút thai bằng phương pháp chân không là một thủ thuật, do đó nó sẽ có thể làm cho bạn đau. Tuy nhiên nếu như mà bạn được chọn phương pháp gây mê bằng tĩnh mạch thì trong quá trình thủ thuật bạn đã ngủ rồi, cho nên bạn sẽ không có cảm giác đau trong quá trình thủ thuật, và sau đó thì bạn sẽ được dùng thuốc giảm đau. Còn nếu như bạn được gây tê cổ tử cung trong quá trình làm thủ thuật thì bạn có thể có cảm giác hơi nặng tức vùng bụng dưới. Để giảm đi các triệu chứng đau bụng trong quá trình làm thủ thuật thì bạn có thể sẽ được các cái nhân viên y tế tâm sự nói chuyện để cho bạn quên đi cái vấn đề là bạn đang thực hiện thủ thuật, và sau thủ thuật bác sĩ sẽ dùng thuốc giảm đau cho bạn. Nếu như mà bạn hút thai bằng phương pháp chân không ở những cái tuổi thai nhỏ và không có những cái xảy ra các biến chứng viêm nhiễm hay là viêm dính buồng tử cung thì thường sẽ không ảnh hưởng đến lần mang thai sau. Tuy nhiên nếu như tình trạng phá thai lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó cũng là có thể là nguyên nhân ảnh hưởng đến cái chuyện mang thai sau này của bạn.